Vì sao phải tiêm mũi 3 vaccine COVID-19? Vì sao phải tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 và tiêm xong bao lâu cơ thể mới có kháng thể? Theo chuyên gia, tiêm vaccine sẽ kích thích hệ miễn dịch cơ thể sản sinh ra kháng thể chống lại tác nhân gây bệnh. Đồng thời việc này giúp hệ miễn dịch của cơ thể nhận biết và sẵn sàng chống lại tác nhân gây bệnh tương ứng với vaccine đã dùng. Mỗi khi tác nhân gây bệnh đó xâm nhập cơ thể được gọi là trí nhớ miễn dịch. Tuy nhiên, lượng kháng thể sinh ra từ hai liều vaccine cơ bản sẽ suy giảm dần sau 4 đến 6 tháng. Vì vậy, tiêm nhắc lại tiêm mũi 3 tăng cường, làm tăng mức độ phản ứng miễn dịch. Góp kháng thể trong cơ thể được tăng lên nhằm chống lại tác nhân gây bệnh là SARS-CoV-2. Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, phó chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam, một người sau khi tiêm hai mũi vaccine cơ bản, cơ thể đã sẵn kháng thể. Việc tiêm thêm mũi ba chỉ mang tính chất bổ sung, hỗ trợ hai mũi trước. Nghiên cứu trên thế giới chỉ ra, sau khi tiêm mũi ba vài ngày, cơ thể bắt đầu có kháng thể. Tuy nhiên, Thời gian tối ưu nhất là khoảng 14 ngày người tiêm mũi 3 đạt được kháng thể ở mức lý tưởng nhất. Sở dĩ mũi 3 có thể tạo ra miễn dịch nhanh hơn so với hai mũi trước là do sau khi tiêm mũi 1 và 2, một người đã có kháng thể. Về băng quan tác dụng của mũi thứ ba sẽ kéo dài trong bao lâu, bác sĩ Hà cho hay, qua các nghiên cứu thì sau mũi thứ hai, khoảng 6 tháng kháng thể sẽ giảm dần, song vẫn có khả năng bảo vệ. Nhưng sau khi tiêm mũi thứ ba, kháng thể được kích hoạt thêm lần nữa, thời gian bảo vệ vì thế kéo dài hơn tiêu vào thể trạng của từng người, từng loại vaccine hay khả năng đánh giá mà xác định tác dụng mũi vaccine thứ ba kéo dài trong bao lâu. Theo nghiên cứu trên thế giới thì tác dụng của mũi 3 có thể kéo dài trong một năm, thậm chí lâu hơn như những vaccine thông thường khác, bác sĩ Hà nhấn mạnh. Tại Việt Nam, tính tới hết ngày 11 tháng 1, cả nước tiêm được 163.533.682 liều vaccine COVID-19. Trong đó tiêm mũi 1 là 78.413.199 liều tiêm mũi 2 là 71 triệu 510.069 liều. Tiêm mũi 3, tiêm bổ sung, tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala là 13 triệu 610.414 liều. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.